Jamie Oliver, từ cậu bé mắc chứng khó đọc đến siêu đầu bếp quyền lực. Khi mới 8 tuổi, Jamie Oliver đã làm các công việc của một phụ bếp. 13 tuổi, anh đã đứng bếp chính trong nhà hàng của gia đình. Tài năng thiên phú cộng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa Oliver trở thành siêu đầu bếp có sức ảnh hưởng hàng đầu Anh Quốc. Tuy vậy, trên con đường sự nghiệp của mình, Oliver đã gặp không ít khó khăn, đó là những mâu thuẫn sâu sắc với đồng nghiệp hay khi chuỗi nhà hàng tâm huyết bị phá sản. Con nhà nòi chính hiệu. Jamie Oliver có tên đầy đủ là James Trevor Oliver. Anh sinh ngày 27 tháng 5 năm 1975 tại làng Clavering, phía tây bắc nước Anh. Oliver được xem là con nhà nòi khi gia đình anh sở hữu một quán rượu, nhà hàng mang tên là The Cricketers. Tuy không quá giàu có, nhưng gia đình Oliver vẫn thuộc hàng khá giả. Tuổi thơ của Oliver không hề đơn giản. Lúc nhỏ anh mắc chứng khó đọc, thành tích học tập của anh cũng không tốt. Do đó, anh sớm biết rằng con đường học tập không phải dành cho mình. Khi mới 8 tuổi, Oliver đã bước chân vào nhà hàng gia đình. Anh cắt rau trong bếp. Khi lớn lên một chút, anh phụ giúp cha mẹ bằng cách làm công việc của một người phục vụ. Năm 11 tuổi, Oliver bắt đầu thể hiện tài năng kinh doanh của mình. Là con trai của một nhà hàng, anh có thể mua đồ ngọt với giá rẻ. Sau đó thì đem bán cho bạn cùng lớp để mà kiếm lời. Nhờ đó, Oliver kiếm được một số tiền kha khá. Cùng với tiền từ việc phụ giúp cha mẹ, cậu bé trở nên giàu có so với chúng bạn của mình. Năm 13 tuổi, Oliver đã thành thạo việc bếp núc, đến nỗi anh thường xuyên cùng với bếp chính nấu các món ăn phục vụ thực khách. Đây chính là những nền tảng đầu tiên để chúng ta có được đầu bếp Jamie Oliver lừng danh sau này. Danh tiếng và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Oliver được đào tạo ở London trước khi gia nhập nhà hàng New Street của Antonio Calusio với tư cách là đầu bếp bánh ngọt. Đây là nơi giúp anh làm quen và thực hiện các món ăn Ý. Cũng chính tại nơi đây, Oliver đã gặp gỡ người thầy sau này của mình, đầu bếp nổi tiếng Gennaro Contano, người truyền cảm hứng cho đam mê nấu ăn của anh. Trong khi làm bếp trưởng tại River Cafe, Oliver được đạo diễn Patricia Llewellyn chú ý. Năm 1997, anh xuất hiện trong phim tài liệu Christmas at the River Cafe. Năm 1999, đài BBC đã phát sóng chương trình truyền hình mang tên The Naked Chef do Oliver dẫn dắt. Cũng từ đây thì Oliver tham gia sản xuất hàng loạt phim tài liệu, chương trình nổi tiếng như Oliver's Twist, Jamie's Kitchen, Jamie's School Dinners. Trong suốt 13 năm, từ 2001 đến 2014, người ta biết đến Jamie Oliver như một đầu bếp tốc độ nhất trên thế giới, với những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, chỉ nấu trong vòng có 15 phút trên show nấu ăn của kênh Channel 4 phát sóng 2012. Sau khi có được danh tiếng, Jamie Oliver bắt đầu lấn sân vào kinh doanh. Anh sở hữu công ty Jamie Oliver Holdings Limited với hàng loạt nhà hàng và nhiều thương hiệu khác nhau trên thế giới. Cũng nhờ đó, anh từng lọt vào danh sách những người dưới 30 tuổi giàu nhất của nước Anh. Tháng 6 năm 2008, chuỗi nhà hàng Jamie's Italian của Oliver ra đời. Và ngay sau đó thì đã thực hiện nhượng quyền thương mại trên toàn cầu với các chi nhánh tại UAE, Australia, Ireland, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore và Hồng Kông. Hướng đến những bữa ăn an toàn cho sức khỏe. Điều mà Jamie Oliver luôn trăn trở là làm sao mang lại thực phẩm tự nhiên, những bữa ăn chất lượng nhất cho cộng đồng. Oliver đặc biệt phản đối chế độ ăn kiêng không lành mạnh và các thực phẩm chế biến sẵn. Năm 2005, anh cùng với kênh Channel 4 đến căng tin các trường học tại Anh để tìm hiểu thực trạng bữa ăn tại trường học. Loạt chương trình đã cho cả nước Anh thấy rằng học sinh đang được phục vụ những bữa ăn kém chất lượng không tốt cho sức khỏe. Với nội dung phim và bản kiến nghị chứa 270.000 chữ ký gửi đến tận tay Thủ tướng Tony Blair đương thời, một khoản ngân sách trị giá 280 triệu bảng Anh đã được ký duyệt và cam kết chi trong vòng 3 năm để nâng cao chất lượng bữa ăn của học sinh trên toàn nước Anh. Cũng vào năm 2005, Jamie Oliver đã khởi xướng một chiến dịch mang tên là Feel Me Better nhằm mang đến những thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ ăn vặt đối với học sinh trên toàn nước Anh. Thành công trong chiến dịch này đã biến Oliver thành người hùng trong mắt các phụ huynh và đem về cho anh danh hiệu nhà hoạt động xã hội truyền cảm hứng nhất năm 2005 trong chương trình trao giải của kênh Channel 4 năm 2006. Trong các bài diễn thuyết, Oliver không ngần ngại chỉ trích, thậm chí tạo nên những cuộc tranh cãi khi đưa ra quan điểm về bữa ăn gia đình. Anh cho rằng có nhiều người sẵn sàng chi tiền cho chiếc TV nhưng lại không đầu tư cho bữa ăn gia đình. Hay bày tỏ quan điểm rằng việc chuẩn bị đồ ăn sẵn cho các bé trong bữa trưa
là sự ngược đãi đối với trẻ em. Oliver trả lời trong một cuộc phỏng vấn, tôi phát hiện ra rằng khi nấu ăn, những người sống tại những khu ổ chuột ở Soweto, Nam Phi còn sử dụng thực phẩm đa dạng hơn chúng ta. Đó là sự thật. Jamie Oliver là tác giả của 26 cuốn sách về nấu ăn. Đa số những cuốn sách của anh ra đời với mong muốn giúp mọi người nấu ăn dễ dàng hơn, rồi hướng đến những chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình. Tính đến tháng 2, 2019 thì anh đã bán được hơn 14,55 triệu cuốn sách. Và với kết quả này, Oliver đã trở thành tác giả người Anh bán chạy thứ hai, chỉ sau tiểu thuyết gia J.K. Rowling. Ngoài ra, với sự cố gắng của mình, Oliver đã gặt hái được vô số thành tựu cũng như các danh hiệu danh giá khác. Năm 2003, Oliver được trao danh hiệu MBE vào dịp sinh nhật của nữ hoàng. Năm 2005, anh đứng đầu trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trong ngành khách sạn Vương quốc Anh. Đến tháng 12, 2009, Oliver nhận được giải thưởng TED 2010, một giải thưởng danh giá vinh danh những cá nhân sáng tạo với tầm nhìn táo bạo, châm ngòi cho một xu hướng hoàn toàn mới trên thế giới. Năm 2010, Oliver một lần nữa được trao danh hiệu là người có ảnh hưởng nhất trong ngành khách sạn của Anh Quốc. Năm 2012, Jamie Oliver được trường Harvard School of Public Health vinh danh với những thành tựu mà anh đã thực hiện để chấm dứt bệnh béo phì ở trẻ em và vận động cung cấp cho học sinh ở Anh và Mỹ những thực phẩm tươi nấu chín. Vào tháng 6, 2013, Oliver được ghi tên vào Food Hall of Fame. Và cũng trong năm này, anh được trao giải thưởng danh dự của Đại học Hoàng gia cho việc chấm dứt tình trạng béo phì ở trẻ em bằng cách cải thiện giá trị dinh dưỡng của bữa tối. Không đứng chung gian bếp với Gordon Ramsay. Có thể nói, cả Jamie Oliver và Gordon Ramsay đều là những đầu bếp rất là thành công trong sự nghiệp của mình. Nói về Oliver và Ramsay, người ta không chỉ nhắc đến tài năng mà còn là một cuộc chiến không hồi kết giữa hai vị đầu bếp lừng danh này. Họ giống như hai thái cực luôn đối đầu nhau. Được biết, mâu thuẫn giữa Jamie Oliver và Gordon Ramsay bắt đầu vào 2009 khi Ramsay lên tiếng chê khả năng dẫn chương trình của Oliver trên một chương trình của Úc. Ngay sau đó thì Oliver đã đáp trả, cho rằng ông Gordon Ramsay đã bất lịch sự khi chê bai người khác khi bản thân chưa thử làm công việc đó. Tiếp đó, cuối năm 2009, Gordon Ramsay đã thẳng thắn than phiền với TMZ về chất lượng thực phẩm tại một nhà hàng của Oliver. Năm 2010, Oliver nói với tờ Mirror, nếu tôi chọn giữa sách nấu ăn của Gordon Ramsay hay vợ anh ấy, Tana Ramsay, thì đó chắc chắn là của Tana. Thậm chí Oliver còn tuyên bố, tôi và Ramsay không bao giờ đứng chung trong cùng một căn bếp, anh ta luôn ghen tị với những thành công của tôi. Oliver cũng từng nói về tính cách của Ramsay, rằng anh ấy quá bận rộn và luôn la hét, làm cho ngành công nghiệp của chúng ta trông giống như một nhóm những người la hét. Đến nay, cuộc chiến giữa hai đầu bếp nổi tiếng thế giới này vẫn không dễ gì xóa bỏ. Phá sản chuỗi nhà hàng tâm huyết. Tháng 5 năm 2019, đầu bếp Jamie Oliver thông báo chuỗi nhà hàng phong cách Italia của Anh tại nước Anh đã chính thức phá sản. Tính đến ngày 22 tháng 5, 22 trong số 25 quán của Oliver phải đóng cửa khiến hơn 1.000 nhân viên mất việc. Từ một cửa hàng đầu tiên ra đời năm 2008, chuỗi Jamie's Italian của Oliver mở rộng ra 43 cửa hàng tính đến cuối 2016. Chuỗi này nhắm đến thị trường casual dining, cung cấp những bữa ăn có mức giá tầm trung nằm giữa fast food, đồ ăn nhanh và fine dining, đồ ăn cao cấp. Năm 2017, chuỗi nhà hàng của Oliver đứng bên bờ vực phá sản. Trước tình hình đó, anh đã chi 16,5 triệu đô để cứu công ty khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi có 2 giờ đồng hồ để chuyển tiền cứu công ty, hoặc ngày hôm sau nó sẽ thành một đống rác, Oliver đã chia sẻ với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018. Tháng 8 năm 2018, vị đầu bếp tiết lộ với The Guardian rằng anh phải đóng cửa 12 nhà hàng thuộc chuỗi này và cắt giảm 600 nhân viên. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không giúp cho Oliver cứu vãn được tình hình. Hàng loạt khó khăn cùng lúc diễn ra như giá thuê mặt bằng tăng, lương nhân viên cao, chi phí thực phẩm đắt hơn, ảnh hưởng từ Brexit và thói quen người tiêu dùng thay đổi, buộc chuỗi nhà hàng của Oliver phải ngừng hoạt động. Đến 2020, tài sản ròng của Oliver nằm ở mức 300 triệu đô. Hạnh phúc với nàng mẫu xinh đẹp. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Oliver còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc. Anh gặp vợ của mình, người mẫu Juliette Norton vào năm 1993, khi đó thì Oliver mới có 18 tuổi. Sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Oliver và Norton có với nhau 5 người con. Sau khi kết hôn, Norton đã gác lại sự nghiệp của mình để làm hậu phương cho chồng và chăm sóc cho các con.
Cô luôn là người đầu tiên nếm các món ăn mới của Oliver, sau đó đưa ra ý kiến của mình để giúp chồng cải thiện. Sự nghiệp của Jamie Oliver như được trải đầy hoa hồng khi có gia đình làm nền tảng. Cùng với việc học hỏi không ngừng và sở hữu tố chất của một đầu bếp chuyên nghiệp, anh đã xướng tên mình trên bản đồ ẩm thực thế giới, khiến nhiều người ngưỡng mộ và xem anh là tấm gương để phấn đấu, phát triển sự nghiệp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.